Khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2021, một cửa hàng sơn ở trên đường Lý Thường Kiệt, đối diện Bệnh viện Thống Nhất, thuộc khu vực ngã tư Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ cháy dữ dội, khói và mùi khét từ đám cháy lan ra nhiều khu vực lân cận. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa quận Tân Bình đã huy động nhiều xe chữa cháy tới hiện trường triển khai dập lửa. Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng phải dùng xe thang để phun nước từ tầng trên cùng của ngôi nhà. Nhiều thùng sơn ở phía trong cũng được di rời ra bên ngoài đường để tránh nguy cơ cháy lan. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa một đoạn đường Lý Thường Kiệt, đồng thời cắt điện toàn bộ khu vực lân cận để triển khai chữa cháy. Đi ra đây xong rồi thấy khói nó ùn lên đó. Ra đây thấy cái cục điện sờ quá. Mình kêu nhà mẹ bên này nè, kêu người ta để người ta ra ngoài á. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm tan tầm, cùng với đó nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem khiến cho giao thông qua đoạn đường này và khu vực ngã tư Bảy Hiền ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng vừa phải bảo vệ hiện trường vừa điều tiết giao thông. Một cửa hàng xăng dầu ở trên đường Trường Chinh cũng phải tạm dừng hoạt động và phun nước do lo sợ vụ cháy. Đến hơn 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.